Xin chào cả nhà nha, xin chào cả nhà nè. Hôm nay An giới thiệu tới mọi người, đây là sản phẩm dụng cụ chắn dầu mỡ khi chiên. Khi mà mình chiên á, thì dầu á, nó trong chảo á, sẽ văng ra chúng mình là mình sẽ bị phỏng. Thứ hai nữa là văng ra, dơi bếp ga, mắc phải lau chùi bếp ga, mất rất là mất thời gian. Khi mọi người chiên, mọi người chỉ cần lấy cái dụng cụ này, mọi người để lên trên cái chảo, như vậy là ok, là xong rồi, hoàn toàn 100% là không bị văng dầu ra ngoài ha mọi người ha. Rất là đơn giản. Ví dụ như cái chảo của mình đang chiên ha, mình để cái này lên thì nó sẽ không văng ra ngoài, nó sẽ không dơ bếp ga và không làm cho mình bị phỏng. Chứ lần nào mà em chiên cá, em chiên thịt, em cũng đều bị văng ra ngoài, đều làm em bị phỏng hết. Thành ra em phải lấy cái này về em phục vụ cho chị em mình nè ha. Rất là đơn giản và rất là sang. Những cái sản phẩm như thế này ở ngoài chợ không có bán đâu nha mọi người. Cái đường lưới của nó bên trong nó rất là mịn, nó mịn rứt luôn á. Thành ra nó không bao giờ văng dầu ra ngoài. Cái đó là em cam đoan với mọi người, không bao giờ bị văng dầu ra ngoài ha. Kích thước của nó là 29cm nha mọi người. Cái chảo lớn vẫn sử dụng được, chảo nhỏ vẫn sử dụng được. Hàng có sẵn ở shop, mọi người đến shop mua một cái vẫn được giá sỉ. Nắp chắn dầu bằng lưới nha. Đây là bằng inox nha mọi người. Hàng có sẵn ở shop nè, cảm ơn mọi người đã theo dõi.